Hello, xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn quý vị và các bạn vào bếp cùng với U70 nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một món ăn thịt bằm nấu bí đao, bí xanh ấy. Thì là mình đã sắp sẵn thịt bằm và ướp gia vị rồi. Và bí đao mình đã băm nhỏ, băm như này ngon hơn. Nhiều người thì người ta nấu miếng thì nhìn nó không được ngon, thì mình hay băm như này. Và bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với U70 nhé. Cho vào đây một ít dầu ăn các bạn. Bình thường thì mình không rán đâu các bạn, nhưng mà con nhà mình cứ kêu là phải rán rồi ăn nó tanh. Mình cứ thế mình viên viên là mình cho vào thôi, nhưng mà con mình nó đều tanh thì mình phải rán qua nó lên một tí. Cho viên cũng được mà cứ làm láo nháo mình đảo đảo nó lên cũng được các bạn. Cái này không ai quy định cả mà cũng không cần thiết, làm thế nào thì nên thế. Chảo này nó cũng hơi bị cũ thì nó khác thì các bạn. Sở dĩ mình cho dìa này là vì là nó đỡ cháy các bạn. Cái chảo này nó nồi ở giữa, mỡ dầu nó cứ về xung quanh hết, thế là mình phải làm thế này. Mình có thể viên cũng được mà mình cứ đảo lên cũng được, không nhất thiết phải viên các bạn. Làm thế nào thì làm, cái này không ai quy định cả. Đấy, nó sát đây này, chắc là mình đảo láo nháo thôi các bạn. Đấy, nó sát lắm. Thôi, để cho thêm một tí dầu nữa. Thôi mình cho láo nháo là thôi chứ không dán được các bạn. Chảo nó sát. Thì nấu canh bí mà thế nào cũng được, không cần thiết phải là khi mà thịt nó có vẻ vàng rồi thì mình cho một xíu hành vào khi cùng với thịt các bạn. Con nhà mình nghe nó ăn cái gì nó cũng chỉ thích rán thôi, không rán thì nó kêu tanh với chả tiệc. Cái này thì có nhất thiết có cần gì đâu đúng không các bạn. Cái thịt này ấy là mình đã ướp gia vị rồi các bạn nhé. Mình ướp một xíu tiêu, một xíu nước mắm, một xíu hạt nêm, một xíu bột ngọt. Và các bạn có thích ăn đường thì cho một ít đường vào, đơn giản. Và cái này nó cũng muốn xào lên ăn nó mới đậm đà các bạn, nên là mình cũng xào lên một cái. Còn không là mình không xào đâu, mình cứ thế mình thả vào thôi. Nhưng hôm mà mình không xào thì nó nhắc không xào ăn nó nhạt như luộc. Cho một tí muối vào.
canh cho láo nháo này nhìn cũng hấp dẫn đúng không các bạn? Làm viên thì nó đẹp hơn nhưng mà cũng không nhất thiết, ai thích làm kiểu nào thì làm. Nấu cái kiểu này thì rất là đơn giản, không cầu kỳ đúng không các bạn, mà cũng rất là ngon. Và bây giờ mình đã xào xong và mình sẽ cho ra xong và cho nước vào nấu canh các bạn. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đơn giản và rất là ngon. Rồi. Bây giờ mình sẽ đun sôi nha các bạn nhé. Cái nồi canh của mình nó đã được, nó đã chín thì mình cho ít hành lá và mùi, rau mùi vào các bạn, rau mùi của nhà trồng ra vườn lấy, không phải đi đâu khó khăn. Rồi, và cái nồi canh của mình nó rất là hấp dẫn này các bạn. Bây giờ mình nấu, các con mình nó chưa về cho nên là mình cũng không muốn múc ra bát, nhưng mà các bạn nhìn cái nồi canh bí rất hấp dẫn và ngon. Ok, mời các bạn thưởng thức cùng gia đình nhé.